Sau những sự kiện của Garo, ma giới thiểm kỵ, hành trình của vị ma giới kỵ sĩ Shijima Koga lại tiếp diễn. Trước đó, để đương đầu với Shigma, anh đã phải nhờ tới sức mạnh của thực thể ma giới cổ đại, Gajari. Điều này kéo theo một khế ước giữa anh và thực thể ấy, buộc Koga sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ phải thực hiện hành trình tới miền đất hứa để tìm kiếm chiếc thán nha và đem về cho Gajari. Vậy hành trình đó của Koga ra sao? Tất cả sẽ được hé lộ trong phần phim Garo, Thương Khốc Ma Long hay Sokoku no Maru. Hôm nay, hãy cùng RTK Media chúng mình đánh giá tập phim điện ảnh này nhé! Trước tiên như thường lệ, ta sẽ tìm hiểu một vài thông tin cơ bản xoay quanh bộ phim này. Garo, Shokoku no Maru, dịch ra tự Việt là Garo, Thương Khốc Ma Long, là phần phim điện ảnh nối tiếp những sự kiện xảy ra trong phần TV series Ma Giới Thiểm Kỵ, được sản xuất bởi Toho Kushinsha Film, công chiếu tại các rạp tại Nhật Bản vào ngày 23 tháng 2 năm 2013. Giờ chúng ta cùng bước vào tìm hiểu cốt truyện của phần phim này nhé! Phim mở đầu với cuộc tái ngộ của Koga và thực thể ma giới Gajari. Sau khi anh đã hoàn thành nhiệm vụ ngăn chặn Shigma và ma đạo cụ Idea của hắn, cũng như tiêu diệt được ma thú Ganon. Lúc này, Koga phải tiếp tục cuộc hành trình của mình để hoàn thiện khế ước đã lập ra với Gajari. Và để làm điều đó, anh phải du hành tới miền đất hứa để tìm kiếm chiếc thán nha đã mất. Tuy nhiên, khi vừa mới đặt chân tới khu rừng hỗn độn, mọi đồ vật Koga mang theo mình đều biến thành những sinh vật sống và bỏ đi. Cây nhà lang kiếm trở thành xích khuyển, ma biểu thì trở thành bạch điểu, còn Zaruba thì nay đã không thấy tung tích. Khi đang đi khám phá miền đất hứa, Koga đã đụng mặt nhóm phong kiếm sĩ, đánh đuổi chúng và giải cứu cho một sinh vật bị giam cầm trong bức tranh, một cô gái với làn da xanh mang tên Meru. Meru đã hé lộ cho Koga biết về sự thật của miền đất hứa nơi anh đặt chân tới. Đây là nơi mà tất cả những đồ vật được con người tạo ra đều có linh hồn và tri giác, một thế giới thần tiên vốn chỉ có thể nghĩ tới trong những câu chuyện cổ tích. Anh cũng được biết về sự tồn tại của Chudam ở Lục Thành, một nữ chúa tà ác ở thế giới này, với sở thích thu thập những món đồ xinh đẹp để làm đầy bộ sưu tập cho mình, cũng như sẵn sàng tiêu diệt và chà đạp bất kỳ ai dám ngáng đường ả. Ban đầu, thực ra Koga không quá quan tâm tới sự tồn tại của Chudam. Mục tiêu của anh là tìm kiếm chiếc thán nha lại cho Gajari. Anh cho rằng anh có thể tìm thấy nó nếu như gặp được ma long huyền thoại của thế giới này. Và để theo đuổi mục tiêu đó, anh phải tìm đường tới thán hải. Nhưng để tìm ra vị trí của thán hải, anh buộc phải tới ngôi đền trí tuệ. Giữa đường, anh đã băng qua ngọn đồi hư không, nơi mà những đồ vật bị con người quên lãng, vứt bỏ, sống vương vất chờ ngày bị tan biến. Anh đã vô tình giao tiếp và đặt tên cho một con bù nhìn rơm, khiến cho hắn lấy lại được linh hồn, tri giác cũng như hình hài. Tiếp tục hành trình tới ngôi đền trí tuệ, Koga đụng mặt trí huệ phiên nhân, hộ vệ của điện thờ. Kẻ đó không ai khác lại chính là Zaruba. Sau những nghịch lý thời không khi tới về thế giới này, ông đã không còn nhớ ra Koga là ai. Koga đã có một trận chiến chảy ra chóc vẩy để có thể khơi gợi lại ký ức cho Zaruba về người đồng môn cũ của mình. Cũng ngay sau đó, Kiria, một cư dân của Chi Phúc Đại Địa, đã tìm tới Koga để thỉnh cầu sự giúp đỡ từ anh, bảo vệ những đồ vật của miền đất hứa khỏi nanh vuốt của Chudam. Theo như những gì ông nói, Chudam sẽ tìm mọi cách để trở thành một với Ma Long, sử dụng quyền năng có được để đưa bà trở lại thế giới thực và báo thù con người. Ngay lúc này, Koga vừa phải tìm những đồ vật đã mất của bản thân, vừa phải truy tìm tung tích của Ma Long, cũng như ngăn chặn mưu đồ hiểm ác của nữ chúa Chudam, với sự đồng hành, tương trợ của Meru, Kiria và tên bù nhìn mới sống dậy mang tên Kakashi. Để nhận xét chung nhất về cốt truyện của Garo, Thương Khốc Ma Long, phim được kể theo lối dẫn tuyến tính đơn giản, tức là những sự kiện trong phim được xảy ra nối tiếp nhau theo trình tự thời gian. Mạch truyện cũng như các tình tiết được triển khai tương đối đơn giản và dễ nắm bắt. Lượng tình tiết được đưa vào cho khoảng gần 100 phút thời lượng phim cũng khá là vừa vặn, không xuất hiện tình trạng nhồi nhét quá nhiều thông tin. Đặc biệt, phim đã set up rất tốt vào bối cảnh thần tiên của miền đất hứa. Khung cảnh nên thơ nhưng không kém phần kỳ quái và ma mị, khiến cho người xem có cảm giác như đang bước vào thế giới của những phù thủy xứ Oz hay Alice ở xứ sở thần tiên vậy. Với chỉ vỏn vẹn gần 100 phút phim mà Thương Khốc Ma Long đã thành công khắc họa một bức tranh tổng thể về mọi miền không gian trong miền đất này. Điều này thực sự đã có thể khiến cho người xem đồng hành cùng cuộc hành trình của Shijima Koga. Đây là một điểm cộng vô cùng đáng khen. Song, giá như phim có thể giảm bớt thời lượng phần setup bối cảnh này đi một chút để tập trung phát triển tình tiết cho cốt truyện chính thì có lẽ phim sẽ hoàn hảo hơn rất nhiều. Có thể nói, nếu so về mặt bằng chung các tập phim ngoại truyện hoặc điện ảnh về tuyến nhà Shijima, thì Thương Khốc Ma Long được mình đánh giá là có cốt truyện đơn giản và dễ nắm bắt nhất. Điều này cũng đồng thời kéo theo một hệ quả là phim không có nhiều khoảng kịch tính. Mạch phim có phần hơi đều, có thể dễ làm khán giả cảm thấy bị nhàm chán, bởi Thương Khốc Ma Long không tập trung quá nhiều vào những cú plot twist hay những cảnh chiến đấu, hành động mãn nhãn tới sởn da gà, mà phim đánh mạnh vào cảm xúc của người xem. Đây là một trong những tập phim điện ảnh có giá trị nhân văn cao nhất khi nó đánh vào một câu hỏi thường trực bấy lâu: sẽ ra sao nếu những đồ vật xung quanh chúng ta có được tri giác? Bộ phim vừa để thức tỉnh lên nhận thức của con người,
vừa ngầm phê phán sự vô tâm, thờ ơ và lãng phí của họ về tư tưởng có mới nới cũ, khi nỡ vứt bỏ đi những đồ vật vẫn còn giá trị sử dụng. Cảm giác khi bị những người từng gắn bó, từng thân thiết lãng quên và vứt bỏ thực sự không hề dễ dàng một chút nào. Bởi đặt trong bối cảnh nếu đồ vật cũng có tri giác để nói lên tiếng lòng của mình, những suy tư, trăn trở, những giằng xé trong cảm xúc của họ sẽ ra sao? Nhìn chung khi đánh giá về mặt cốt truyện, Thường Khóc Mà Lòng không phải là một phần phim quá xuất sắc trên mặt bằng chung, nhưng là một bộ phim giàu cảm xúc. Phim cũng đồng thời là một cái kết đẹp đầy viên mãn cho câu chuyện hành trình của Hoàng Kim Kỵ Sĩ Saejima Koga trước khi chúng ta đến với thế hệ kế thừa của anh, Saejima Raiga. Tiếp theo, ta sẽ cùng nhau điểm mặt dàn nhân vật chính xuất hiện trong phim. Trước khi đi vào nhận xét chi tiết các từng nhân vật chính, mình xin lưu ý trước một điều. Tuy Thường Khóc Mà Lòng vẫn có sự góp mặt của Rei, Leo và Tsubasa, song họ chỉ đóng vai trò như là khách mời trong phim, với thời lượng lên hình ngắn ngủi và một vài câu đối thoại giao tiếp cùng nhau mà thôi. Vậy nên dành cho những bạn muốn tìm tới một phần phim xoay quanh ba nhân vật này, thì Thường Khóc Mà Lòng sẽ không phải một lựa chọn thực sự tốt dành cho bạn. Bởi tập phim này như đã nói ở trên, tập trung hoàn toàn vào cuộc hành trình tìm kiếm Thán Nha của Koga để hoàn thiện khế ước với Gajari. Ok, còn nếu mà các bạn không thấy phiền về điều ấy, thì hãy cùng chúng mình tiếp tục nhận xét về nhân vật của phim này nhé. Đầu tiên vẫn là nhân vật chủ đề của chúng ta, Saejima Koga. Có thể nói, đối với một người đã đồng hành cùng bộ phim từ những tập đầu tiên cho tới nay, thì sự phát triển nhân vật của Koga vốn đã ở mức quá hoàn thiện. Ở tập phim này, anh dường như chỉ gây thêm ấn tượng cho khán giả bởi những yếu tố cốt lõi sẵn có mà thôi. Từ phong cách chiến đấu, thần thái kỵ sĩ cho tới những giao tiếp, đối nhân xử thế của anh đều dễ dàng tạo được ấn tượng cho người xem. Koga của Thương Khốc Ma Long là một vị hoàng kim kỵ sĩ dày dặn kinh nghiệm sống và kinh nghiệm chiến đấu, là một kỵ sĩ xuất sắc của hội đồng tối cao, là vị cứu tinh và niềm hy vọng to lớn của những đồ vật tại miền đất hứa để giúp họ thoát khỏi cái gông cùm kiểm soát của nữ chúa Judam. Xét về diễn xuất của nam diễn viên Hiroki Konishi thì chắc cũng không có điều gì cần phải bàn cãi cả. Thực lực diễn xuất của anh ra sao thì chỉ cần điệp mặt lại tất cả những phần phim Garo có anh góp mặt cũng đã là quá đủ để chứng minh rồi. Tiếp theo, ta tiến tới nhận xét nhân vật bù nhìn rơm Kakashi do diễn viên khách mời Yuki Kubota thủ vai. Gương mặt này có lẽ cũng chẳng còn mấy xa lạ đối với những bạn yêu thích Tokusatsu. Không chỉ vì anh đã từng góp mặt vào một vai phụ trong TV series Ma Giới Thiểm Kỵ, mà đặc biệt hơn cả, anh chính là người thủ vai nhân vật Takatora Kureshima, Kamen Rider Zangetsu, chủ tịch tập đoàn G-Drug Shield trong TV series Kamen Rider Gain. Kakashi trước kia cũng từng là người có máu mặt tại miền đất hứa, nhưng vì bị con người lãng quên, cũng như nhiều lần bại trận khi đối đầu với Judam mà anh bị đẩy tới ngọn đồi hư vô, nơi những đồ vật bị vứt bỏ và quên lãng tồn tại. Trong lần đầu tiếp xúc với Koga, anh đã được đặt cho cái tên Kakashi và lấy lại hình hài vốn có. Anh là một kẻ lập dị, tự cao và hống hách, và đã gây nên không ít rắc rối cho Koga bởi chính sự phiền phức của mình. Song, giữa hai người lại tồn tại một sợi dây liên kết nào đó khiến cho họ không thể ghét nổi nhau, rằng dường như họ đã quen biết nhau từ cách đây rất lâu rồi. Tuy phiền toái và ngang ngạnh là vậy, nhưng Kakashi thực sự là một đồng minh rất đáng tin cậy. Anh là một trợ thủ rất tốt giúp sức cho Koga trên hành trình tìm kiếm Thán Nha cũng như chiến đấu với Judam. Sự thật về thân thế của Kakashi được Thương Khốc Ma Long hé lộ ở mạch cuối của phim. Đây sẽ là một bí mật nhỏ nhỏ dành cho những bạn chưa thưởng thức phim nhé. Đánh giá về diễn xuất của nam diễn viên Yuki Kubota. Lần đầu xem tập phim này, anh đã thực sự khiến cho mình phải bất ngờ. Yuki cứ như một chú tắc kè hoa trong lĩnh vực diễn xuất vậy. Những chuyển biến trong tính cách, cảm xúc của anh được thay đổi liên tục trong từng phân cảnh, nhưng lại được chuyển đổi sắc thái một cách vô cùng mượt mà qua nét diễn xuất duyên dáng của anh. Biết tới Yuki từ vai diễn Takatora Kureshima vô cùng nghiêm nghị, mình thực sự cảm thấy choáng ngợp khi thấy anh hoàn toàn bung lụa và lột xác với nhân vật Kakashi của mình như vậy. Với tất cả những gì mà Yuki đã thể hiện được trong tập phim này, mình thực sự cảm thấy nể phục với khả năng của anh và rất hy vọng vào sự tỏa sáng của anh với những vai diễn mới mẻ hơn trong tương lai. Đồng hành cùng Koga không chỉ có Kakashi mà còn cả cô gái với làn da xanh mang tên Meru và vị cung thủ lão làng Kiriya. Họ đều là những sinh vật sống tại miền đất hứa với bản tính lương thiện, ưa chuộng hòa bình. Hai nhân vật này thuộc kíp phụ trong bộ phim, không có sự phát triển nhân vật cụ thể, song lại được xây dựng tính cách tương đối chỉnh chu, đặc biệt là đối với Kiriya. Những biểu cảm, tương tác của ông với những nhân vật khác xuất hiện trong phim thực sự có thể dễ dàng tạo được thiện cảm cho người xem, khiến họ không thể nào mà ghét ông ấy cho được. Đặc biệt trong phim, Kiriya còn có không ít những phân cảnh có thể lấy đi nước mắt của người xem, một nhân vật thực sự giàu cảm xúc. Còn đối với Meru, nhận xét duy nhất của mình dành cho nhân vật này chỉ là giá như đội ngũ biên tập phim để lại cho cô ấy màu da gốc thay vì làn da xanh kỳ cục kia thì phim sẽ hay hơn rất nhiều. Thì vì cô ấy nhìn rất xinh mà, phải không? Ngoài ra thì với kíp phụ của bộ phim,
các bạn cũng đừng nên bỏ qua chú gấu bông đồng hành cùng với Kakashi là Kuromaru nhé. Xét về độ đáng yêu của bạn này trong dòng phim Garo, thì nếu như Kuromaru đứng thứ hai thì không ai dám nhận là đứng thứ nhất đâu. Giờ bước tới tuyến phản diện của bộ phim, nữ chúa Judam của Lục Thành. Như mình đã mô tả ở trên, đây là ả nữ với sở thích sưu tầm những món đồ đẹp mắt về làm đầy bộ sưu tập, trà đạp lên những vùng đất xinh đẹp để lấy nhiên liệu vận hành lâu đài, cũng như sẵn sàng tiêu diệt bất kỳ kẻ nào ngán đường. Ả như một thế lực tà ác thống trị miền đất hứa vậy. Tuy biển nổi được xây dựng là vậy, song Judam thực sự là một kẻ phản diện có chiều sâu và dễ dàng làm cho những nhân vật trong phim cũng như khán giả cảm thấy đồng cảm. Bởi cho dù có độc ác như thế nào, bà thực chất cũng chỉ là một đồ vật do con người tạo ra rồi bị họ lãng quên và ruồng bỏ mà thôi. Bà mang trong mình nỗi tủi hờn, uất hận và day dứt của những kẻ bị người khác phản bội. Đó chính là lý do mà tuy rất ngưỡng mộ khả năng sáng tạo cái đẹp của con người, bà lại vô cùng hận họ, bởi họ là những người đã quên đi sự tồn tại của bà. Lý do bà theo đuổi Ma Long để tới thế giới loài người cũng chỉ đơn giản là để vơi đi nỗi đau bấy lâu trong lòng bà mà thôi. Bởi những lý do ấy mà người xem thực sự có thể thông cảm cho động cơ hành động và mục đích của Judam. Và ngay cả Koga cũng rất lấy làm áy náy khi phải lấy mạng của bà. Nhân vật Judam gây được thiện cảm tốt tới như vậy cho khán giả chắc hẳn phải kể tới công đầu thuộc về tài diễn xuất đầy duyên dáng, có khi nhẹ nhàng, có khi lại đanh thép của nữ diễn viên Keiko Matsuzaka. Bà thực sự đã khiến cho nhân vật Judam của mình tỏa sáng trên màn ảnh. Đó có lẽ là tất cả nhận xét về phần nhân vật của bộ phim này. Nhìn chung thì tất cả những nhân tố góp mặt trong phim đều đã làm tốt vai trò của mình và giúp nâng tầm cho bộ phim. Cuối cùng, mình sẽ nhận xét về hành động và kỹ xảo, hai yếu tố không thể thiếu trong loạt phim Garo. Đầu tiên về phần hành động, Thường Khốc Ma Long có lẽ không thực sự tạo được ấn tượng sâu đậm trong lòng mình. Phim chỉ có thể coi là duy trì được phong độ so với những phần phim trước mà thôi, chứ không có điểm nào thực sự đột phá cả. Chưa kể rằng phim được xây dựng để đánh vào cảm xúc của người xem nhiều hơn là để cống hiến những pha hành động đẹp mắt và mãn nhãn. Nếu như muốn tìm kiếm một tập phim điện ảnh có cảnh chiến đấu gay cấn, bạn nên tìm tới Garo: Red Requiem thay vì phần phim này. Tuy hành động không thực sự tốt, nhưng kỹ xảo của Thường Khốc Ma Long thực sự làm người xem cảm thấy choáng ngợp. Phim đã xây dựng toàn vẹn một miền đất hứa thần tiên, cổ tích với những sinh vật và cả những cảnh vật mà chỉ có thể thấy trong mơ. Đây là một phần phim với yếu tố cinematography, scenography và production design cực kỳ tốt. Có nghĩa là quay phim, thiết kế bối cảnh và chỉ đạo nghệ thuật có thể nói là tốt nhất trong những phần phim Garo mà mình đã xem. Khi chỉ vỏn vẹn gần 100 phút mà phim đã tái hiện nên một bức tranh tổng thể quá đẹp về miền đất hứa, không có điều gì để chê trách cả. Không những vậy, việc kết hợp công nghệ 3D vào phim khiến cho cảnh vật càng thêm phần thu hút, góp phần đưa trải nghiệm thị giác của người xem lên một tầm cao mới, giúp họ được sống, được trải nghiệm cùng góc nhìn của nhân vật, đồng thời khiến cho những cảnh rượt đuổi, chiến đấu trong phim trở nên thuyết phục hơn rất nhiều. Tóm chung lại, nếu để chọn ra hai yếu tố then chốt đã tạo nên thành công của Thường Khốc Ma Long thì đối với mình sẽ không ngần ngại nói rằng đó là yếu tố cảm xúc và kỹ xảo. Ok, vậy trên đây là bài review đánh giá của chúng mình về phần phim điện ảnh Garo: Thường Khốc Ma Long, về hành trình tìm kiếm chiếc thán nha của Koga để hoàn thành khế ước với ma giới thực thể Kajari. Nhìn chung, phim tuy không phải thực sự quá xuất sắc về mặt cốt truyện, nhưng những cảm xúc mà phim đem lại, cùng sự cống hiến của dàn diễn viên tài năng, cùng sự tương trợ của kỹ xảo vô cùng chỉn chu và đẹp mắt, phim đã gặt hái được những thành công nhất định. Còn bạn nghĩ sao về phần phim này? Hãy để lại cảm nghĩ cho chúng mình biết nhé! Đừng quên like, share video và subscribe cho kênh để không bỏ lỡ những sản phẩm mới nhất được chúng mình tung ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào! Joker! 俺とお前は戦うことでしか分かり合えない!